Phương Oanh khóa trang cá nhân. Phương Oanh cho biết, sau thời gian đương đầu với sóng gió, cô muốn nghỉ ngơi và tập trung kinh doanh. Thời gian qua, nữ diễn viên gây chú ý vì chuyện tình cảm với Sắc Bình. Tối mùng 7 tháng 10, Phương Oanh xác nhận với Zinco đã khóa trang cá nhân. Khi được hỏi lý do, nữ diễn viên giải thích cô muốn nghỉ ngơi, tập trung cho công việc kinh doanh. Phương Oanh chia sẻ với Zing, tôi muốn nghỉ ngơi sau thời gian vừa rồi có những lùm xùm không đáng có xảy ra và chính tôi cũng không mong muốn. Trong thời gian hơn một tháng, tôi đã đối diện và xử lý những gì cần thiết. Những gì muốn làm, cần làm, tôi đã hoàn tất trong khoảng thời gian qua. Sau khi đối diện với sự cố, giờ tôi thấy đủ rồi và muốn nghỉ ngơi. Về việc đóng phim, Phương Oanh cho biết trong khoảng một năm qua không nhận đóng phim mà tập trung kinh doanh. Hiện tại, ưu tiên hàng đầu của cô là nghỉ ngơi và kinh doanh. Trước câu hỏi, ồn ào tình cảm ảnh hưởng thế nào tới tinh thần và sức khỏe? Phương Oanh trả lời, nếu tôi nói không ảnh hưởng thì là nói dối. Nhưng quan trọng nhất, tôi đã chọn đối diện dù bất kể kết quả có như thế nào. Lúc này, kết quả không còn quá quan trọng. Thay vào đó, tôi đã dũng cảm đương đầu với sự cố dù đó là điều tôi không mong muốn và cũng không xuất phát từ phía tôi. Tính tôi vốn thẳng thắn, rõ ràng và với sự cố lần này, tôi cũng đối mặt bằng thái độ như thế. Phương Oanh không nhắc đích danh những người liên quan trong sự việc. Nữ diễn viên giải thích, tôi hy vọng sau này có thể chia sẻ nhiều hơn với công chúng và truyền thông. Tháng 8, diễn viên Phương Oanh và Sắc Bình lộ hình thân mật. Sắc Bình thừa nhận với Dinh đang hẹn hò diễn viên Quỳnh Búp Bê. Ông khẳng định đã độc thân thời gian dài nên Phương Oanh không phải người thứ ba. Sau đó, vợ của Sắc Bình là doanh nhân Đào Lan Hương cho biết vợ chồng bà chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Gần đây, bà Đào Lan Hương lập vi bằng các bài viết của Phương Oanh trên mạng xã hội. Ngày 30 tháng 9, trao đổi với Dinh, doanh nhân Nguyễn Hòa Bình cho biết ông muốn khép lại những tranh cãi trong thời gian qua. Ông Bình lên tiếng xin lỗi vì để sự việc vừa qua ảnh hưởng tới các con cũng như những người liên quan. Sắc Bình cho biết, trong sự việc lần này, những người làm tôi cảm thấy có lỗi nhất là các con, may là tâm lý các cháu đang rất ổn và hiểu chuyện, và Phương Oanh. Họ là những nạn nhân vô tội bị cố tình kéo vào cuộc tranh chấp này. Trong đó, Phương Oanh bị lập lờ chơi chữ để vu khống là tiểu tam, trà xanh, người thứ ba cùng vô số lời lẽ xuyên tạc, nhục mạ. Một bộ phận dân mạng không hiểu chuyện và thông qua nhiều tài khoản mạng xã hội nạc danh đã xúc phạm uy tín, danh dự của cô ấy. Phương Oanh sinh năm 1989, nổi tiếng nhất với vai Quỳnh trong phim Quỳnh Búp Bê. Ngoài ra, cô còn tham gia các phim như Lời Thì Thầm Từ Quá Khứ, Ngược Chiều Nước Mắt, Lặng Yên Dưới Vực Sâu, Cô Gái Nhà Người Ta, Lựa Chọn Số Phận và gần đây nhất là Hương Vị Tình Thân. Sắc Bình sinh năm 1981, tên đầy đủ là Nguyễn Hòa Bình, tốt nghiệp thạc sĩ tin học đô thị trường đại học thành phố Osaka, Nhật Bản. Sắc Bình được biết đến nhiều hơn khi tham gia chương trình Sắc Tăng, Thương Vụ Bạc Tỷ với vai trò đầu tư. Ông hiện là chủ tịch tập đoàn Nestec, doanh nhân Đào Lan Hương từng là phó chủ tịch của tập đoàn này.